xin chào bạn Hương Lê này. Hương Lê cho em Lan một nút follow với cả thả tim nhá mọi người ơi. Rồi có nhu cầu làm cái loại nào thì mọi người comment vào đây cho em Lan này. Còn đây là cái đầu trục của hai đầu, cực kỳ chắc chắn. Nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó chắc chắn và nó đẹp. Đầu này đầu vương miện. Còn nếu mà chị em mua rèm, mua kèm phụ kiện là sẽ có cả phụ kiện bọc cho mình sắt chắn như thế này luôn. Cái này ấy thì trụ này là trụ đảm bảo chắc chắn cho các chị. Và ngày xưa ấy thì nó sơn bằng một cái loại sơn nó không được đắt tiền nữa lắm cho nên nó hay bị xước. Nhưng mà đợt này cải tiến hơn là sơn, cái loại sơn nó rất là bền, chắc chắn và khi các bạn va quệt nó không bị xước. Và kiểu gì khi mà treo rèm lên như thế này thì nó cũng sẽ che nhá. Mình sẽ để một cái sóng rèm để nó che mất cái trụ này và sẽ không bị lòi trụ. Và bây giờ em hướng dẫn nhá mọi người tập trung này, em hướng dẫn các chị này.